Chào các bạn. Chào các bạn đã quay lại với kênh của mình để cùng nhau chăm sóc cây mai con nha các bạn. Đó, hôm nay mình sẽ trả lời cho cô ở chùa mới. Cô ấy đang trồng trong chậu hoặc trong bầu đó các bạn. Đó. Cô ấy nói hỏi mình là cái cây mai con tầm cái thân bằng chiếc đũa. Bây giờ cô ấy đã trồng vào cái chậu mà sau 2 tháng này mà không thấy cây nó tốt các bạn. Tức là không có thấy cây nó đi được non. Đó, cây mai con thì đi trượt non nó mới lớn nha các bạn. Đó, nó đi trượt non như thế này thì cây nó mới phát triển. Đó, là cây nó mới bự. Rồi cây mai không đi trượt là cây nó đã bộ rễ yếu nha các bạn. Rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cô biết cái cách trồng cây mai con trong cái bầu hoặc trên chậu. Đó, cô ấy nhắc về cái chậu cho nên mình mới nhấn mạnh về chậu á, là nó cực kỳ khó chăm hơn cái trong bầu này nghe các bạn. Đó, là do trên chậu mình quản lý nước á, mà dư nước là cái cây mai nó dẫn đến úng rễ, thậm chí chết luôn nha. Trên cái chậu là nó rất nguy hiểm. Còn trên cái bầu này thì các bạn chỉ quanh vậy trồng dưới đất thì tưới thì nước nó cũng rút xuống đây ha. Mà cái quan trọng trên chậu hay trên bầu gì cũng vậy, cái quan trọng nhất là cái chất trồng ha. Chất trồng cây mai đây, để mình tưới nước cho các bạn thấy cái chất trồng của cây mai của mình á, là tưới nước phải rút đây các bạn thấy nè. Mình tưới nước nó rút như thế là ok, còn các bạn tưới mà nó không rút ha, nó nằm đây hoài á mà nó rút, thậm chí nó rút chậm á các bạn, là thất bại nha. Đó, mình đã tưới một thao nước luôn nè, là cái lượng nước rất nhiều nha các bạn, để xem nó rút như thế nào. Đó, các bạn quan sát đây, khô rồi nè, chưa đầy một phút nữa ha. Và đây đó, nó đã rút xuống tới đây ra ngoài, là cái chất trồng này là ngon nha. Rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cái chất trồng để cho cô và các bạn được biết, vì trồng trên bầu này và trên chậu á, chất trồng không rút nước là cây sẽ suy không lớn nha. Đây, hôm nay mình sẽ nói lý thuyết để cho các bạn được hiểu được về cái chất trồng nó gồm có thứ như những cái gì. Còn chất trồng của mình trồng ở đây nè các bạn, mình chỉ nói lý thuyết là các bạn sẽ hiểu liền. Bả dừa, nó là mụn dừa đó các bạn. Các bạn mụn dừa là 50% ha. Chấu 20 và đất này là 30%. Đó, các bạn cứ đo lường vậy cộng lại là nó 100% đó. Mụn dừa là nó chiếm tỷ lệ là 50%, chấu 20 và đất. Đất này đất cát pha không phải đất thịt nha các bạn. Đó, đất thịt mà đất nắng lò là không được nha. Mình trồng cây mai là mình tránh cái đất đó ra. Đó, cát mình nè, mình bóp nó nhuyễn hết trơn nè các bạn. Đó, tưới nó mới rút nước. Rồi, đó là chất trồng ha. Các bạn cứ phối trộn vô. Rồi trước khi trồng á, để mình nói luôn cái cách trồng luôn cho được cho cô và các bạn được hiểu luôn về cái cách trồng. Mình đã quấn cái bầu này nè các bạn. Và khi cái chậu thì mình cái chất trồng mình đã trộn rồi. Và sau đó mình vô gần đậy bầu đi. Đó, vô cỡ cái tầm độ ngang đây nè. Vì lý do sao mình vô gần đây, các bạn vô đây, vô cho nó gần đây rồi các bạn tưới nước ha. Tưới nước vô rồi các bạn lấy cái tay ấn cho nó vừa cứng tay lại là nó sẽ dẻ xuống còn được nửa bầu. Đó, nửa bầu, đảm bảo là nó không có bọng nha. Nó bọng rồi mình trồng cái cây vô sau này cái chỗ bọng đó, cái rễ cây mình nó ăn không được. Đó, và cái tình trạng bọng đó nữa là cây nó sẽ yếu. Lý do là ở chỗ đó nó không có gì ăn, là cái rễ hướng về cái thứ đó đó, là rễ nó sẽ hư luôn, cho nên cái cây nó mới yếu là chỗ đó đó. Còn cái thời gian trồng, thời gian này không có trồng cái mai đúng mùa mà cô đã lỡ trồng rồi thì để luôn nha cô. Và một lát nữa cháu sẽ nói về cái cách khắc phục mình trồng cây mai lỡ mùa cho cô được biết nha.
để mà dưỡng cây mai lại. Còn các bạn muốn trồng cây mai con thì các bạn hãy để hai ra giêng đúng vào tháng giêng, bước đầu tháng 2 vẫn được đó, mà tốt nhất là giữa tháng giêng, giữa tháng giêng trồng là nó hợp. Trồng cây mai lớn hoặc cây mai con cũng vậy nữa. Lý do vì sao trồng tháng giêng? Tháng giêng á, thời tiết lúc đó nó ấm, cây mai nó sung rồi. Mình trồng vô nè, trước khi trồng vô phải không, mình nói cái cách trồng luôn và cái cách chăm sóc luôn, để đến khi ấy các bạn, bây giờ các bạn nắm bắt được, đến khi ấy á thì các bạn áp dụng vô là thành công đó. Bây giờ chuẩn bị bầu đất sẵn như mình nói hồi nãy rồi nha, tưới nước em, đợi đến tháng giêng đúng không, bắt đầu trồng cây nè các bạn. Mua cây về hoặc cây mình đã ôm trong bầu á, đem ra trồng đó. Trước khi trồng các bạn phải nhử nắng cho cây 2-3 ngày ha, rồi hạ trồng. Như trong cái bầu nhỏ đó, mình chưa ra bầu bờ này thì nó rất nhẹ, nhử nắng ít nhiều gì cũng cỡ 3-4 ngày cho cây nó quen đi. Thì lý do các bạn ôm trong bầu thì để trong mát không à đó. Mình phải nhử nắng cho cây nó dạng nắng, mình trồng nó mới không có bị áp nắng nha, là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai, khi trồng vào phải ém cái bầu cho nó vừa cứng tay hết, đảm bảo cái bầu không bị bọng. Đó là thứ hai. Cái thứ ba là các bạn phải tưới dưỡng rễ 10 ngày một lần hoặc 15 ngày một lần, một tháng tưới ít nhiều gì phải từ 2 đến 4 cử là một tháng. Các bạn phải tưới kiềng 2 tháng là 60 ngày. Đó là từ chỗ đó lên cây mai nó mới tưới phân được nha các bạn. Các bạn cứ tưới dưỡng rễ xuyên suốt cho cây đi, cho cái bộ rễ nó thiệt mạnh, rồi mình mới tưới phân loãng cho nó ăn. Đó thì cái cách tưới phân các bạn xem lại. Đó là cái cách trồng và cái cách chăm sóc. Rồi xịt thuốc á, thì các bạn xem lại. Đó là quy trình chăm sóc cây mai mình diễn tả là đầu năm. Mà cái cách chăm sóc thì nó muốn trọn một năm rồi đó các bạn. Đó, các bạn nào áp dụng được thì sẽ thành công. Còn các bạn nào chưa hiểu thì xem lại những video mình đã tải lên. Mình có để tập 1, tập 2, tập 3, tập 4 đó các bạn. Giờ lên tới tập mười mấy rồi. Còn quay lại với cô, tình trạng cô nói cái cây cô đang trồng mà cái bầu nó lỡ bự quá rồi đó. Cô trồng cái bầu nó tới 40 là nó 2 gang, thì 2 gang này quá bự cô, nó bự là nó sẽ dư nước đó. Con nói vậy cô đồng ý không? Nó 40, cái chậu này hồi nãy con tưới một thao này nè, nó mới ướt hết cái bầu này là chỉ 20 ha. Thì của cô 40, cái chậu hoặc cái bầu của cô 40, cô phải tưới lượng nước gấp đôi của con nè, nó mới ướt hết cái chậu đó hoặc cái bầu đó. Thì lý do con nói trồng bự là nó nguy hiểm, nó không tốt là nó dư nước nè cô. Cái lượng nước con tưới chỉ 1 lít mà cô tưới tới 2 lít, đó là nó đã dư nước cho cây mai, là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái cây mai con của mình đó cô, nó đã thiếu tàn mà cô trồng cái chậu bự á, thì cái lực nắng của cái chậu á nó sẽ tiếp nắng nhiều gấp đôi cái chậu của mình gọn nhỏ ha. Nha cô. Và cô cũng đừng có quên đậy nó, cô giờ cô trồng, cô lỡ trồng bự rồi, cô đừng có nhổ cái cây lên nha. Cô để luôn. Con sẽ chia sẻ cho cô cái cách khắc phục tại trong chậu đó luôn cô, hoặc trong bầu này luôn. Đó. Cô ra chợ á, cô mua cái miếng nhựa xanh mà phẳng đó cô. Nó có cái dạo lên 1m8 tấc đó. Rồi cô về cô đo 1 gang tay cái cô cắt. Cô cắt cô phanh cho nó nhỏ lại nha. Cô lấy cây bay hay là cái dao gì đó, cô làm cẩn thận để nó động cái rễ mai á cô. Cô đo 1 gang tay là cây mai nó nằm ở giữa phải không nha. Đó, cứ đây là thân mai, cô đo ra nửa gang và qua đây nửa gang, bên đây cũng vậy đó, tứ phía hết. Rồi cô vẽ cái vòng tròn, cái cô khoét xuống nửa gang tay cho con,
Bây giờ cô trồng cái cây mai sâu cỡ nào á thì cô khoét cho nó đến đấy luôn, coi như mình khoét cho nó đi sâu hơn cái rễ mai cô trồng đó cô, để mình chèn cái miếng nhựa đó vô. Để làm chi? Để khi mình chèn nhỏ lại nè là mình tưới, cái lượng nước nó bảo nó quản lý nước gọn ở trong cái bầu cô chèn á đó. Nó không có tiếp xúc với cái lượng nước ở ngoài cái cô chèn nữa, là cái lượng nước nó vừa phải hay cô. Còn cái chất trồng nó lỡ cô lỡ cái chất trồng nó không đúng như của con á thì để sang năm cô cứ chăm sóc cây đi, cô tưới dưỡng rễ này kia kia nọ đi, rồi để sang năm rồi cô hả dời cái cây đó ra và mình thay chất trồng lại là ngon, giữa tháng giêng nghe cô đó. Còn hiện tại cô nói cái cây cô không đi tược, không đi tược nó có rất nhiều nguyên nhân cô ơi. Bây giờ hiện tại giờ á, cây bây giờ là nó đã đi tược rất kém rồi, là do lý do là hôm nay 20 tháng 11 rồi, còn đúng một tháng nữa là đến thời điểm lặt lá mai rồi, để đón xuân rồi. Đối với cây mai lớn á là thời điểm này cái cây thời tiết nó lạnh á, cây nó không đi tược thì nó không phát triển chiều cao, thì nó phát triển cái chiều ngang cô, nó không phát triển về cạnh á thì nó phát triển về thân. Bây giờ từ lúc này nè đến ra viên luôn là cây nó mập cốt nè, nó lo bự cái mình đó nè, cái thân đó nè đó. Rồi ra viên bắt đầu thời tiết ấm lại á nó sẽ đi tược đó, lúc đó đi tược cái bắt đầu mình tưới dưỡng rễ dưỡng phân, tưới phân vô là cho cây nó ăn đều đặn. Còn tình trạng của cô, cái cây cô hiện tại giờ nó không đi tược mà cô trồng cách nay là cô nói 22 tháng là cô trồng cỡ giữa tháng 9 âm lịch là cách nay cỡ 260 ngày mà cây nó không đi tược là cây đó bộ rễ nó yếu cô. Đúng ra là 2 tháng nó sẽ đi được một cây chứ, ít nhiều gì cũng sẽ đi một cây, một lần tược non. Đây tược non là thế này đó, mà nó không chịu đi luôn chứ nó giữ nguyên vậy. Hoặc khi cái cây của nó còn lá nó còn càng ngày càng già, nó không bóng ha, thì để cách khắc phục nè. Bây giờ cô quanh cái bầu như con nói hồi nãy, cô quanh xong rồi cô lấy kiếm gom á, cô đậy sơ sơ lại nó, dạng như đậy cho nó giữ mát thôi, đừng có nắng áp á cô. Và hai ngày cô đừng tưới nước nha, hai ngày cô đừng tưới nước. Nếu cái cây cô trồng chỗ đó nắng quá cô, trường hợp mà nắng quá mà cái cây cô nó sắp rụng lá đó thì cô nên mang cây vô trong mát ha, cô mang trong mát cũng như là có nắng 50% thôi chứ đừng trực tiếp 100%, là do cái cây của mình nó đã dễ yếu rồi, tàn tán nó không có, nó ra ánh nắng trực tiếp quá thì nó sẽ bị mất nước cái cây, và cái bộ rễ nó yếu nó không lấy nước lên được thì cây từ từ nó sẽ bỏ nhánh nha, nó bỏ xuống nó chết đó cô, nó chết từ trên ngọn nó chết dài xuống đó, nó chết đến khi chỗ nào mà nó dày á thì nó ngưng tới chỗ đó là cái cây của cô nó bị chết phân nửa cây rồi đó, thì cô nên bưng vô trong mát. Còn cái cách khắc phục nè, cô ngưng nước 2 ngày để làm chi? Cô mua thuốc N3M cô, hoặc Atonit, hoặc là côn cách cũng được nữa, cái dưỡng rễ nào cũng được hết cô, mà cô pha với đúng liều lượng hướng dẫn nha. Cô pha hút liều á là nó phản tác dụng, cây mình đang si nữa mà nó uống thuốc cái dạng như uống quá nhiều thuốc á cô thì nó chịu không nổi ha, mà đúng liều lượng thì được đó. Cô pha đúng tỷ lệ nước theo nhà sản xuất là được đó. Cô dứt nước 2 ngày, cô mua cái đó về cô quậy rồi cô tưới, cô tưới cũng như tưới nước bình thường thôi đó. Cô tưới làm sao cảm thấy ướt hết cái bầu là được, đừng tưới quá nhiều, nó thuốc nó đi hết cô ơi, nó phí của mình. Mình tưới cảm thấy ướt hết trên cái gốc thôi, rồi cô sau đó cô ngưng nước 2 ngày luôn, không tưới 2 ngày luôn,
Để làm chi? Để cho thuốc nó ngấm trong cái bầu đó đó, cho cây nó trực tiếp, rễ cây nó trực tiếp với cái thuốc đó. Trong vòng 2 ngày là cái rễ cây nó hút, nó ăn thẳng luôn, là nó rất tốt nha cô. Chứ để khi cô không biết á, cô tưới thuốc bữa nay phải không, cái ngày mai cô tưới nước nữa, cái ngày mốt cô tưới nước nữa, là cái lượng thuốc cô tưới trước á nó nằm ở tầng dưới, và 2 ngày này cô tưới dập nước vô á thì cái lượng thuốc nó sẽ đi xuống đó, nó sẽ đi xuống cái thành bầu nó như thế này. Cái chậu cũng vậy, cái chậu nó cũng đi cái lỗ lù đó, lỗ thoát nước. Còn cái này bầu mình trồng á thì nó cũng đi xuống đến mặt đất, cho nên cái thuốc nó đi hết, cây mà nó ăn không được đó. Con khuyên cô là dứt nước như vậy đó, dứt 2 ngày trước khi tưới và dứt 2 ngày sau khi tưới là cây mai ok luôn. Tưới phân hay là tưới dưỡng rễ cũng được, à, cũng vậy nha cô. Nhưng mà cái cây của cô là không không nên tưới phân nha. Tưới phân đối với những cây mạnh khỏe thôi. Còn cây của cô vào giai đoạn là dạng như nó si đó, mình đang cấp cứu nó, mình cứu nó cô. Rồi là còn con giải thích về cái đi tược. Đi được thì mùa này thì cây nó đã đi được kém rồi cô ơi. Nó đi không đi thì cũng kệ nó, miễn sao cô nuôi sống cây. Nó không đi được thì nó bự cái cốt, nó như con nói hồi nãy đó. Cô cảm nhận được cái cây của mình mạnh khỏe là ngon lành, ok đó. Còn những cái lá nè, sâu bệnh hiện tại bây giờ luôn, kệ nó cô. Lý do là sao con kêu kệ? Vì thời gian 1 tháng nữa là mình đến thời điểm lãi lá bỏ rồi, cây mai con cũng lãi bỏ luôn. Nó từ đây đến Tết, cây mai bự và cây mai con không gớ một miếng thuốc nào hết. Nó chỉ tiếp phân, tưới dưỡng rễ đúng theo hàng cử nó thôi. Ở đây của con là tưới phân là gầm 30 con tưới nè. Đó, con vô lịch vậy đó dễ nhớ lắm. Còn mùng 10, 20, 30 là con xịt thuốc. Tùy theo tình trạng cây. Nếu cây bữa nay mùng 10 xịt mà tới ngày 20, 19 đó, cây nó không thấy tình trạng sâu gì hết á, thì con sẽ bỏ một cử giữa. Đó, con qua tới 30 con mới xịt nữa. Đó, tùy theo tình huống trong vườn mà mình xử lý thôi cô, chứ không phải cái gì cũng phải theo nguyên tắc á, thì nó dạng như mình tích lũy. Đó, mình tiết kiệm, mà tiết kiệm đúng cách. Còn tiết kiệm không đúng cách á, thì nó dẫn đến tình trạng là sâu bệnh nhiều quá thì nó ăn, nó phá hại của mình. Đó, con rất tiết kiệm. Rồi, cái tình trạng của cô, con sẽ giải đáp hết rồi. Con mong cô sẽ xử lý kịp thời để cứu lại những cái cây mà cô nói cô trồng trong cái chậu bự quá đó cô. Đó, con gợi ý cho cô, cô nên mua cô khoanh lại nha cô. Cái chỗ nào không hiểu thì cô cứ bình luận. Và tình trạng cây mai của cô như thế nào, có tiến triển khác á cô, nó có bệnh này bệnh kia, cô cứ bình luận, cháu sẽ làm video để gửi đến cho cô nha cô. Rồi, con chúc cô và các bạn trồng cây nhanh lớn. Để chi cô, mình trồng cái cây á, con cảm nhận được cái cây mình mạnh khỏe thì tinh thần mình nó vui đó. Còn cái cây mình trồng mà thấy nó sâu bọ hèo uột ủ rũ á, mình thấy tinh thần của mình nó cũng theo cái cây. Con nói đúng không cô? Con chừng trồng cây con hiểu. Và các bạn cũng vậy. Rồi cuối clip con xin chào cô và các bạn. Chúc cô và các bạn được nhiều sức khỏe. Và những bạn mới chưa đăng ký kênh của mình á, thì hãy đăng ký để ủng hộ mình. Vì các bạn cũng làm YouTube á, thì các bạn cũng hiểu. Mình làm YouTube sau này để có tiền chi, tiền để mua điện thoại rồi quay nữa các bạn. Nó quay cả năm trời điện thoại nào còn, nó cũng hư. Đó, các bạn đăng ký giùm mình để có cơ hội mình được bật kiếm tiền để mua thiết bị mình chia sẻ đến cho tất cả các bạn yêu mai vàng nha. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại ở video sau. Để mình cùng chăm sóc cái mai con nữa nha các bạn.